Cô chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn tập tuần 4. Vậy trong bài ôn tập này, chúng ta sẽ nhắc lại các kiến thức cần nhớ nào và rèn các dạng bài tập nào. Các kiến thức các em cần nhớ đó là khoa học tự nhiên nghiên cứu những gì, vai trò của khoa học tự nhiên, các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên, khái niệm vật sống và vật không sống. Và khi nghiên cứu khoa học tự nhiên, ta cần sử dụng các công cụ gì? Đó là các công cụ như kính lúp, kính hiển vi dùng để quan sát và các công cụ đo lường chiều dài, khối lượng, thời gian, nhiệt độ. Các dạng bài tập chúng ta cần rèn. Dạng bài tập thứ nhất, phân biệt các lĩnh vực khoa học tự nhiên, vật sống và vật không sống. Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo và dạng bài tập đổi đơn vị đo trong các phép đo. Nội dung kiến thức đầu tiên, khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về cái gì? Thì tới hôm nay các em phải tự nhắc được khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, các quy luật tự nhiên và những ảnh hưởng của chúng đến với cuộc sống, con người và môi trường. Và các em hãy nhắc lại, khoa học tự nhiên có vai trò như thế nào? Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, giúp nâng cao nhận thức con người về thế giới tự nhiên, ứng dụng công nghệ vào cuộc sống sản xuất và kinh doanh, giúp chăm sóc sức khỏe con người và bảo vệ môi trường phát triển bền vững. Khoa học tự nhiên bao gồm các lĩnh vực chính nào? Đó là vật lý học, hóa học, sinh học, khoa học trái đất và thiên văn học. Tùy vào đối tượng nghiên cứu mà khoa học tự nhiên được chia thành một số lĩnh vực khác nhau như vậy. Nội dung tiếp theo là các em phải phân biệt được vật sống và vật không sống. Vật sống sẽ có các biểu hiện sống như trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng và sinh sản. Còn vật không sống thì sẽ không có các biểu hiện sống như trên. Một nội dung nữa chúng ta cần nhớ đó là các kỹ năng quan sát và đo lường. Chúng ta sẽ dùng kính lúp và kính hiển vi quang học để quan sát. Đối với kính lúp, các em sẽ quan sát rõ hơn các vật thể nhỏ mà mắt thường khó quan sát. Kính hiển vi quang học dùng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhắc lại các kiến thức khi đo chiều dài, đo khối lượng, đo thời gian và đo nhiệt độ. Khi đo các đại lượng này, thì đầu tiên ta ước lượng đại lượng cần đo, từ đó chọn dụng cụ đo cho phù hợp. Chúng ta sẽ hiệu chỉnh dụng cụ đo và thực hiện phép đo. Cuối cùng ta đọc và ghi kết quả đo. Các đại lượng như chiều dài, khối lượng, thời gian, nhiệt độ có đơn vị đo như thế nào trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta hiện nay? Các em nhắc lại. Khi đo chiều dài thì đơn vị đo là mét, ký hiệu m. Khối lượng là kg, ký hiệu là kg. Thời gian là giây, ký hiệu là s. Nhiệt độ là độ C, ký hiệu là độ C. Thì các ký hiệu này đều viết chữ thường, riêng độ C các em viết chữ in. Tiếp theo, em còn nhớ các dụng cụ dùng để đo chiều dài, khối lượng, thời gian và nhiệt độ là gì không? Đo chiều dài ta dùng các loại thước như thước cuộn, thước thẳng, thước giây, thước kẹp. Khối lượng thì ta dùng cân đồng hồ, cân điện tử, cân y tế, cân Robert van. Thời gian ta dùng đồng hồ bấm giây, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường. Và để đo nhiệt độ, các em dùng nhiệt kế hồng ngoại, nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu. Sau khi đã ôn lại các kiến thức cần nhớ, chúng ta tiếp tục rèn các dạng bài tập. Dạng thứ nhất, phân biệt các lĩnh vực của khoa học tự nhiên, vật sống và vật không sống. Dạng 2,
Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo. Dạng 3. Đổi đơn vị đo trong các phép đo. Ở dạng bài tập này, sẽ gồm các câu hỏi như thế nào? Ta có các hiện tượng nam châm hút vật bằng sắt, cây hoa héo dần khi để trong lọ kín, đường bị cháy đen khi đun nóng, hiện tượng nguyệt thực và nghiên cứu lớp vỏ trái đất. Vậy các hiện tượng trên, các hoạt động trên thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên? Nam châm hút vật bằng sắt thuộc lĩnh vực vật lý. Cây hoa héo dần khi để trong lọ kín. Đối tượng nghiên cứu của hoạt động này đó là các sinh vật nên thuộc lĩnh vực sinh học. Đường bị cháy đen khi đun nóng đã biến thành chất khác có sự biến đổi hóa học nên thuộc lĩnh vực hóa học. Hiện tượng nguyệt thực thuộc lĩnh vực thiên văn học và hoạt động nghiên cứu lớp vỏ trái đất thuộc lĩnh vực khoa học trái đất. Câu hỏi sau, các vật thể như con đường, con người, trái đất, con mèo, quyển sách, cây táo. Hãy xác định vật thể nào là vật sống, vật thể nào là vật không sống. Các em dễ dàng xác định được các vật sống gồm con người, con mèo, cây táo. Vật không sống đó là con đường, trái đất và quyển sách. Vì sao? Ta nhớ lại khái niệm của vật sống. Vật sống là vật có biểu hiện sống, trao đổi chất, chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản. Còn các vật không sống là các vật không có biểu hiện sống. Tiếp tục dạng bài tập thứ hai, đó là dạng bài tập xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo. Chúng ta nhắc lại bài cũ. Các em có các dụng cụ như là bình tam giác, thước thẳng, cân đồng hồ và nhiệt kế. Các em hãy xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của từng dụng cụ. Cách xác định như sau. Nhìn vào bình tam giác ta thấy đơn vị ghi là ml và con số lớn nhất là 250 nên giới hạn đo là 250 ml. Ta xác định độ chia nhỏ nhất của cái bình này, thì độ chia nhỏ nhất là khoảng cách giữa hai vạch chia liên tiếp hoặc là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp. Từ số 100 tới số 250, các em có 3 đoạn nhỏ. Vậy độ chia nhỏ nhất sẽ được tính bằng cách lấy con số lớn trừ con số nhỏ và chia cho số đoạn nhỏ giữa hai con số này và ra kết quả là 50. Vậy độ chia nhỏ nhất là 50 ml. Cây thước thẳng có giới hạn đo là 18 cm. Đây là con số lớn nhất ghi lên thước. Độ chia nhỏ nhất thì ta sẽ xác định. Từ con số 0 đến con số 2, các em đếm được là 8 đoạn nhỏ. Ta lấy số lớn trừ số nhỏ, 2 trừ 0 và chia cho số đoạn nhỏ, đó là số 8 và bằng 0,25. Kết luận, độ chia nhỏ nhất là 0,25 cm. Nhìn vào cân đồng hồ, ta xác định được giới hạn đo của cân là 12 kg. Cách xác định độ chia nhỏ nhất của cân, ta xét hai con số 10 và số 11. Thì giữa hai con số này có tất cả là 5 đoạn nhỏ. Các em lấy số lớn trừ số nhỏ, 11 trừ 10, chia cho số đoạn nhỏ là 5 và kết quả ta được 0,2. Độ chia nhỏ nhất của cân là 0,2 kg. Giới hạn đo của nhiệt kế là 42 độ C. Xác định độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế. Từ con số 41 đến số 42 có tất cả là 10 đoạn nhỏ. Áp dụng công thức lấy số lớn trừ số nhỏ, chia cho tổng số đoạn nhỏ giữa hai con số này, ta được kết quả là 0,1. Kết luận, độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế là 0,1 độ C.
Việc xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của các dụng cụ giúp ta lựa chọn dụng cụ phù hợp với vật cần đo. Dạng bài tập cuối cùng là đổi đơn vị đo trong các phép đo. Để làm được bài tập đổi đơn vị, các em nhớ đơn vị đo chiều dài là gì? Đơn vị đo khối lượng gồm các đơn vị nào? Và cách quy đổi ra mét hoặc quy đổi ra kg và ngược lại. Hoặc các đơn vị đo thời gian như là giờ, phút, giây. 1 giờ thì có 60 phút. 1 phút thì bằng với 60 giây. 1 ngày có 24 giờ, vân vân. Ta nhớ các loại đơn vị này để thực hành các bài đổi đơn vị. Vậy chúng ta vừa ôn lại phần lý thuyết và rèn các dạng bài tập để chuẩn bị kiểm tra thường xuyên lần 1 vào tuần 5. Hình thức kiểm tra là câu hỏi trắc nghiệm. Các em về học lại lý thuyết và làm lại các dạng bài tập cô đã hướng dẫn để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra sắp tới.